Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sắc màu cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, lực lượng trí thức trẻ của tỉnh Bắc Cạn hiện nay khá đông đảo và chúng ta đang rất có nhiều cơ hội để thực hiện những cái cống hiến và trưởng thành. Họ là những cán bộ trẻ với tri thức phong phú, bản thân chứa đựng rất là nhiều năng lượng, nhiều khát vọng và không sợ thất bại, dám đưa ra những ý tưởng mới, tích cực tham gia vào quá trình đổi mới các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và nhiều lĩnh vực khác. Trong chương trình Sắc màu cuộc sống ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị khán giả một vị khách mời như vậy, đó là anh Nông Văn Truyền, một kỹ sư công nghệ thông tin hiện đang làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin VNPT của Bắc Cạn. Trước tiên thì xin cảm ơn anh đã nhận lời mời trò chuyện trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu với quý khán giả thì anh Truyền cũng là người đã đạt giải tại giải thưởng Hội thi Khoa học Kỹ thuật trẻ tỉnh Bắc Cạn năm 2019 với sáng kiến phần mềm tính lương theo đơn giá cho người lao động. Thưa anh thì anh có thể chia sẻ một chút về công việc hiện tại của anh được không? Vâng, xin kính chào quý khán giả. Tôi là Nông Văn Truyền, hiện tại tôi đang công tác tại Trung tâm Công nghệ Thông tin VNPT Bắc Cạn. Công việc hiện tại của tôi là quản trị hệ thống mạng và quản lý các hệ thống phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị thông tỉnh Bắc Cạn. Bên cạnh đó thì tôi cũng xây dựng các giải pháp tư vấn thiết kế bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin cho viễn thông Bắc Cạn và cũng cho khách hàng của viễn thông Bắc Cạn. Sinh năm 1990 tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, anh Nông Văn Truyền có niềm đam mê với công nghệ từ khi còn học phổ thông. Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin, anh đã thực hiện đam mê của mình với công việc của một kỹ sư công nghệ thông tin tại Trung tâm Công nghệ Thông tin VNPT Bắc Cạn. Anh là một kỹ sư luôn có sự tìm tòi, sáng tạo trong công việc và cùng với các đồng nghiệp tìm ra các giải pháp mới để áp dụng và thực tiễn hoạt động của đơn vị sao cho hiệu quả. Năm 2019, anh đã đạt giải thưởng tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Bắc Cạn với phần mềm tính lương cho người lao động. Sáng kiến của anh đã được đơn vị đưa vào áp dụng. Từ đó đến nay, giúp nâng cao hiệu suất làm việc cho bộ phận kế toán và tăng cường sự theo dõi quản lý của lãnh đạo đối với các hoạt động sản xuất trực tiếp của nhân viên. Anh có thể giới thiệu cho khán giả một chút về cái sáng kiến của anh mà đã đạt giải tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật của tỉnh Bắc Cạn trong thời gian vừa qua để mọi người hiểu hơn về cái công việc cũng như là cái phần mềm sáng kiến của anh được không? Vâng, thưa chị, VNPT là đơn vị kinh doanh chuyên cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin cũng như là viễn thông trên toàn quốc. Thì riêng về công việc của kỹ thuật của công ty chủ của VNPT là lắp đặt, hỗ trợ sử dụng và bảo trì bảo dưỡng các dịch vụ về cho khách hàng. Thì về sáng kiến của tôi, phần mềm tính lương khoán cho nhân viên kỹ thuật sẽ dựa vào công việc thực tế của nhân viên kỹ thuật mà lãnh đạo giao cho, ví dụ như là lắp đặt một thuê bao hoặc là bảo trì một dịch vụ nào đó, thì sẽ dựa vào các số liệu đó để tính ra cái bảng lương chính xác và thông minh nhất cho kỹ thuật. Thì cái sáng kiến này thì bao gồm có những cái thành phần nào, tức là có những cái bộ phận nào để tạo nên một cái sáng kiến mà mình có thể đưa vào hoạt động áp dụng trong thực tế, thì yêu cầu phải có những cái yếu tố nào nhiều? Về phần sáng kiến này thì sẽ có những cái phần cấu thành của nó, là một là cái số liệu về sản xuất kinh doanh của đơn vị, ví dụ như là khi mà một khách hàng họ yêu cầu lắp đặt một dịch vụ nào đấy thì phần mềm sẽ lấy được thông tin về dịch vụ nào đấy, dịch vụ đó, và truy xuất được của ai là người lắp đặt, ai là người xử lý, thì sau đấy sẽ tổng hợp thành một bảng lương để người lao động có thể vào đấy theo dõi về hiệu quả công việc của mình từng ngày từng tháng online luôn. Và chắc chắn là để thực hiện cái sáng kiến này thì chúng ta cần phải sử dụng đến một cái app đúng không ạ? Anh là người viết phần mềm này và hay là mình có sự hỗ trợ nào và trong thời gian bao lâu? Về phần mềm này thực tế tôi là người trực tiếp thiết kế và sử dụng phần mềm luôn. Bên cạnh đó cũng tiếp thu một số những cái ý kiến chỉ đạo cũng như là góp ý của các lãnh đạo cũng như đồng nghiệp để hoàn thiện trên chương trình. Vậy thì anh có thể chia sẻ lý do là từ đâu mà anh nghĩ ra và đưa ra cái sáng kiến này để áp dụng trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình? Về tập đoàn VNPT thì đã cũng có định hướng và chủ trương về cách tính lương
khoán cho nhân viên kỹ thuật để thúc đẩy cái tinh thần hăng say làm việc của các nhân viên. Thì qua đó Viễn thông tỉnh Bắc Cạn cũng đã có dự thảo về các về về phần tính lương cho anh em nhân viên kỹ thuật. Thì qua cái dự thảo đó thì tôi đã xây dựng phần mềm để tính ra lương khoán một cách chính xác và kịp thời nhất cho nhân viên kỹ thuật. À, vâng, vậy thì để cái sáng kiến này của anh từ khi mà mới nảy ra ý tưởng cho đến khi thực hiện và thuyết phục ban lãnh đạo của cơ quan và cuối cùng là được duyệt để đưa vào áp dụng thì mất trong khoảng bao lâu ạ? Và anh có kỳ lúc đấy thì anh có kỳ vọng nhiều vào cái sáng kiến của mình không? Về thời gian thực hiện thì là từ lúc bắt đầu thiết kế lập trình kiểm thử cho đến khi mà Viễn thông tỉnh áp dụng vào thực tế thì nó là khoảng 2 tháng. Về cái kỳ vọng thì thực tế là tôi cũng rất kỳ vọng về cái phần mềm này vì nó là một phần mềm nó rất là thực tế, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho tất cả các đối tượng như kỹ thuật cũng áp dụng, người quản lý cũng sẽ vào đấy để theo dõi và tiếp theo là những người kế toán họ cũng sẽ dùng cái hệ thống đấy để tính ra cái thù lao chính xác nhất cho từng nhân viên kỹ thuật. Phần mềm tính lương theo cơ chế lương khoán theo đơn giá của anh Nông Văn Truyền đang được đơn vị của anh áp dụng trong thực tiễn hơn 2 năm. Quy trình vận hành của phần mềm là các nhân viên kỹ thuật sẽ có một tài khoản để cập nhật kết quả làm việc của mình sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Nhân viên kỹ thuật nắm được các thông tin về lương của bản thân như lương dự kiến trong tháng, lương tăng thêm, lương giảm trừ. Ngoài ra cũng thống kê các số liệu phát triển, sửa chữa của từng cá nhân trong tháng, từ đó tạo động lực làm việc cho nhân viên. Đối với những lao động trực tiếp sản xuất tại đơn vị thì là anh thấy khi mà từ khi áp dụng cái phần mềm này thì là rất tiện lợi mà cái để cho mọi người nhìn thấy luôn cái thành quả lao động hàng ngày hàng giờ của mình, nó thể hiện lên luôn là trên bảng lương, nên là anh em sẽ rất là phấn khởi trong lao động, rồi là cái hiệu quả lao động sẽ tăng cao hơn. Ngoài ra, phần mềm tính lương theo đơn giá của anh Nông Văn Truyền còn giúp giảm thiểu thời gian xử lý các số liệu về phát triển, thuê bao, sửa chữa, tháo hủy, tạm dừng. Những số liệu được tính tự động và online từ cơ sở dữ liệu của phần mềm điều hành sản xuất kinh doanh, từ đó giảm được rất nhiều thời gian xử lý số liệu bằng nhân công. Lãnh đạo các trung tâm viễn thông có thể theo dõi số lượng thuê bao, nhà trạm, phát triển thuê bao, tháo hủy của các nhân viên, từ đó có quyết định điều chỉnh, đốc thúc các nhân viên kịp thời cũng như đưa ra những thay đổi phù hợp với thực tế để tạo động lực cho nhân viên kỹ thuật. Đơn vị VNPT là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông. Các đặc thù của các cán bộ là đi phát triển các thuê bao thì việc là tính lương cho các cán bộ đấy, về khuyến khích cho các cán bộ đấy nó rất là phức tạp. Thì đồng chí Truyền cũng đã sáng tạo ra cái phần mềm tính lương khoán đã giúp khuyến khích cho các cán bộ trong cái quá trình mà phát triển các thuê bao rồi sửa chữa hoạt động. Đấy thì là cái phần mềm này là cũng đem lại hiệu quả rất là cao trong cái thời gian 1 năm vừa rồi. Viễn thông Bắc Cạn, cụ thể là Trung tâm Công nghệ Thông tin luôn có những cái khuyến khích sáng tạo, như là ngay trong đơn vị công nghệ thông tin đã có những cái giải thưởng nhỏ khuyến khích sự sáng tạo cho các cán bộ công nhân viên. Và ngoài ra cấp viễn thông cũng sẽ trao thưởng nếu mà cái sáng kiến đó vượt lên cấp công nghệ thông tin. Và sau đó thì còn cả lên cấp tập đoàn nữa. Chủ trương này là có từ tập đoàn, luôn luôn khuyến khích cho các cán bộ phát huy sáng tạo. Những sáng kiến của anh Nông Văn Truyền trong lĩnh vực công nghệ thông tin được đánh giá cao và áp dụng vào thực tiễn cũng là tấm gương và là động lực thôi thúc các trí thức trẻ đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng làm việc cho cơ quan, đơn vị. Thì trong quá trình mà phát kiến ra cái sáng kiến này cũng như là xây dựng nó thì anh có những cái kỷ niệm gì hay là có những cái khó khăn vướng mắc gì mà mình cần phải tháo gỡ để mà hoàn thiện nó? Về thực tế thực hiện phần mềm này thì mới đầu thì cũng có một số khó khăn nhất định. Thì tôi cũng xin chia sẻ một cái khó khăn nhỏ trong quá trình thực hiện. Ví dụ là về thực tế công việc của anh em kỹ thuật ấy, thì nó có khá là nhiều đầu công việc khác nhau để mà tập hợp vào hiển thị trên một cái bảng lương thì nó sẽ
khả năng để mà tổng hợp trên một hệ thống phần mềm thì nó là một bài toán khó lúc đầu. Được từ sau đấy thì tôi cũng đã đi thực tế cùng các anh em kỹ thuật hỏi về các nghiệp vụ, các anh em kỹ thuật cũng như là các cơ quản lý của viễn thông. Từ đó tôi đã tìm được cái phương án tối ưu nhất cho hệ thống. Hiện nay thì các bạn trẻ ở trong lĩnh vực công nghệ thông tin ấy, thì đang có rất là nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình, đặc biệt là trong cái thời kỳ mà rất nhiều những cái lĩnh vực đang thực hiện chuyển đổi số. Anh nghĩ sao về điều này? Và các bạn trẻ muốn có những cái sáng kiến hay và muốn thể hiện cái tài năng của mình và những cái sáng kiến được áp dụng thì chúng ta cần phải làm gì? Hiện tại về với cuộc cách mạng 4.0 thì việc chuyển đổi số đã đang và sẽ áp dụng rất nhiều vào cuộc sống hiện tại, thì các trí thức trẻ hiện tại cũng sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện mình hơn. Nó và đó cũng là một cơ hội để các bạn trẻ góp một phần công sức nhỏ để xây dựng quê hương đất nước. Thì theo tôi, để có được những sáng kiến áp dụng vào thực tế thì các bạn trẻ cần phải học tập, tích lũy kinh nghiệm cũng như là tìm tòi học hỏi những kiến thức mới trong lĩnh vực hoạt động của mình, từ đó mới tìm ra được giải pháp sáng kiến tối ưu được hiệu quả công việc và năng suất công việc của mình cũng như là đơn vị. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho khán giả được biết là hiện tại thì bên cạnh những cái sáng kiến mà anh đã được lãnh đạo đơn vị áp dụng và đưa vào thực tế sản xuất trong đơn vị của mình, thì hiện nay anh còn có ấp ủ những cái sáng kiến gì để khắc phục những cái hạn chế trong cái dây chuyền hoạt động của công việc của mình ở cơ quan đơn vị hay là sản xuất kinh doanh của cơ quan mình không? Thực tế thì hiện tại thì tôi cũng có một vài dự án nhỏ về công nghệ thông tin, trước mắt là phục vụ nội bộ của VNPT Bắc Cạn, với mục đích là giảm thiểu sức lao động của người lao động và nâng cao công tác quản lý trong sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cụ thể anh có thể chia sẻ rõ hơn một chút được không? Trước mắt thì tôi đang ấp ủ một hệ thống như một bảng điều hành thông minh sẽ tích hợp tất cả những các thông tin về điều hành sản xuất của đơn vị trên một màn hình để cho các cấp lãnh đạo, cấp quản lý truy cập, và từ đấy sẽ tìm có những cái chỉ đạo kịp thời để đưa ra những cái chiến lược trong công tác sản xuất kinh doanh. Vâng, và xin chúc cho những dự định của anh cũng như là những sáng kiến của anh sẽ tiếp tục đóng góp cho đơn vị, cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình cũng như là trong công tác quản lý của lãnh đạo của đơn vị của anh được hiệu quả hơn. Và hy vọng rằng là rất là nhiều bạn trẻ trong các lĩnh vực khác nhau, không chỉ riêng gì công nghệ thông tin, hiện nay ở tỉnh ta thì sẽ tiếp tục có rất là nhiều những cái sáng kiến hơn nữa giống như bạn để góp phần chúng ta cùng nhau xây dựng quê hương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quá trình tư duy và hành động của những người có phát kiến thì thường vượt ra ngoài các quy luật truyền thống và tạo ra các giá trị lan tỏa, đột phá và thay đổi ở những cái phạm vi lớn. Do đó, để thu hút, tập hợp và phát huy năng lực của nguồn nhân lực trẻ trình độ cao, không thể chỉ bằng các quy luật khuôn mẫu mà cần có những môi trường thúc đẩy đáp ứng với nhu cầu của từng thời điểm. Một lần nữa thì xin chúc mừng những sáng kiến của anh đã được đánh giá cao và được áp dụng vào thực tế, và hy vọng rằng là trong tương lai những cái dự định của anh sẽ được thực hiện và trở thành hiện thực. Một lần nữa cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình Sắc màu cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.